Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy tổ ấm y tế của mọi gia đình 714-898-0765 Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 714 893 3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp thì tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Thì cứ mỗi 10 15 phút đài nó sẽ phải tạm ngưng để chạy phần quảng cáo thương mại. Thì trong thời gian đó đó nếu mà quý vị giữ vẫn tiếp tục giữ cái số điện thoại giữ cái đường dây điện thoại của mình thì chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị trong khi chạy đài chạy phần quảng cáo thương mại và đó um, khi mà quý vị gọi vào đó thì nhớ đừng có dùng speakerphone và nếu có thể đứng xa cái tivi đó thì càng tốt tại vì nó dễ bị echo lắm để có thể mà khi mà mình gọi vào ok thì bây giờ đó trong lúc chào quý vị gọi vào thì tôi cũng nói về vấn đề bảo hiểm tại vì thì tuần tới thì có thể tôi cũng phải đi vacation thì thường thường đó mùa hè đó khi mình đi uh, ngoài tiểu bang thì mình cẩn thận đó là thường mình phải mướn xe ở tiểu bang khác để mình lái. thì khi đó mà mình có bảo hiểm hai chiều là comprehensive collision đó thì thường thường mình và yeah, liability đó thì thường thường mình không bị bó buộc là phải mua bảo hiểm của hãng car rental. tuy nhiên bởi vì mình lái ở tiểu bang khác nhiều khi uh, không có quen đường xá hay là luật như cái có thể thay đổi chút xíu nhất là không quen đường xá thì nó rất là dễ bị gây ra tai nạn thành ra tuy là mình có bảo hiểm và có thể là mình cũng không cần phải mua bảo hiểm nếu mình có cái uh, bảo hiểm một chiều là basic liability và bảo hiểm hai chiều là comprehensive collision thì mình cũng nên mua thêm cái uh, hai cái bảo hiểm đó của hãng uh, Rental insurance mặc dù có thể mình phải trả thêm 10 đồng hay là hai chục nhưng mà cái số tiền mà mình trả thêm đó sẽ giúp cho mình để rủi chẳng may mà khi mình gây ra tai nạn thì mình đỡ phải nhức đầu tại vì khi mình gây ra tai nạn đó nhất là trong một số những cái tiểu bang đó thì nhiều khi cái coverage nó rất là thấp hiện thường nhưng đối với cái car rental đó thì bảo hiểm và liability họ rất là cao thường đó cái liability là nó tới cả một triệu lần rồi cái uh, bảo hiểm hai chiều cũng vậy nếu đó mà mình chỉ có bảo hiểm hai chiều mình không mua thì thường thường họ kia bắt mình phải deposit cái deductible của mình để họ make sure là trong trường hợp mà mình gây ra tai nạn mà lỗi của mình thì họ cũng không có phải kiếm mình để collect cái tiền deductible để bảo hiểm của mình sẽ trả cho họ mà họ không phải ứng cái deductible thì họ sợ mình không có trả nhất là mình muốn xe họ mình ở tiểu bang khác khó mà theo đuổi thành ra đó trong trường hợp đó đó thì nếu mà mình có mua cái bảo hiểm của car rental thì mình rủi mình có gây ra tai nạn mà có lỗi của mình đi chăng nữa mình cũng không phải lo về vấn đề take care cái uh, cái xe đó hay là mất cái tiền deductible ok thì đó là bảo hiểm tại vì cái bảo hiểm mà car rental đó nó giúp cho mình nhất là trong trường hợp khi mà mình phải đi ra ngoài tiểu bang. Bây giờ đó, hello xin lỗi tôi có người hello tôi luật sư liêm tôi nghe đây. Dạ yeah. hello tôi luật sư liêm tôi nghe đây. Hello. Hello. Dạ tôi luật sư liêm. và cô có thể đặt câu hỏi. Dạ thưa kính chào luật sư ạ. Dạ chào tôi cô. Tôi có câu hỏi này. Tôi có chung đến với vợ chồng của một ông anh một căn nhà à, ông vợ chồng anh đó thì là 75% cái căn nhà đó tôi là một phần tư là 25% thì vợ chồng ông anh nó cách đi mấy năm có làm một cái living trust còn tôi thì tôi không làm bây giờ tôi mới định làm thì tôi ra city để tôi lấy cái rendit Thế cờ đó thì cái không có tên tôi trong tờ rendit mà chỉ có tên của vợ chồng ông đó là cái trust đó thôi vậy bây giờ tôi phải làm sao thưa luật sư? Ừ. có thể đó, cái người luật sư đó mà họ làm cái living trust cho vợ chồng công anh đó, họ đã chuyển thẳng cái 75% của họ vào trong cái trust do đó à. cái deed đó, cái gọi là cái trust transfer deed đó để chuyển vô cái trust đó, nó chỉ có tên của họ nhưng mà nó sẽ nói rõ là họ chỉ có 75% as tenant in common. Ok. Yeah. Bà coi kỹ lại, bà cũng đừng có lo. Tôi nghĩ đó là trong cái deed mà bà thấy đó có tên của vợ chồng ông anh bà đó là chỉ có 75% thôi và nó thêm cái từ là tenant in common. Thì bây giờ đó khi bà làm cái living trust của bà bà có 25%. Bà cũng yeah. có thể làm một cái deed để bà chuyển cái 25% của bà vào trong cái trust thường đó thường đó thì để cho về sau này cho cái title company đó đỡ nhức đầu nó phải clear mấy cái vấn đề về title đó thì thường thường đó nếu mà hai à, vợ chồng có ông anh bà và bà mà đứng chung cái nhà họ 75% phần bảy phần trăm phần thì khi họ chuyển cái 75% vô cái trust của họ đó thì cái deed đó đó bà cũng nên ký luôn để cho biết đó là bà họ cái 75% họ chuyển vào trong cái trust nhưng cái 25% của bà đó thì bà vẫn còn giữ trong cái nhà đó, ok? thì nó bé ra hơn. ok? thì nó đó bé ra hơn. Dạ yeah. là. Nhưng mà bây giờ người ta đã làm xong hết rồi. Đó là xong hết rồi, là rồi bây giờ đó. Ừ, hết rồi. Bạn nghe tôi nói nè, thì bây giờ đó họ đã làm như vậy rồi, thì bây giờ khi bà làm cái living trust đó, đó thì cái luật sư bà đó sẽ là một cái deed, cái trust transfer deed để chuyển cái 25% của bà vào trong cái trust của bà. thì trong cái deed đó, đó cũng sẽ không có tên tuổi gì của hai vợ chồng của ông anh của bà. nhưng yeah. nó chỉ nói rằng là bà chỉ có 25% trong cái bất động sản đó mà thôi. Yeah. OK. Dạ, yeah, mà thưa lịch sư, à, bây giờ thì cái luật sư làm đi vincent cho tôi bắt tôi phải có tờ grand deed tên tôi mà bây giờ cái tờ grand deed không có tên tôi làm sao làm được thưa có mình. có bà phải kiếm cái grand deed mà trước khi mà ông anh bà chị bà đó thành lập cái trust do đó bà phải à. ra county bà bà search và theo cái ngược yeah. dòng thời gian đó theo ngược dòng thời gian để coi là trước khi mà ông anh bà chị bà thành lập cái trust đó, đó thì trước đó nó sẽ có cái grand deed. Thì cái credit đó, đó tôi đoán đó là nó sẽ có tên bà và ông anh, bà chị của bà. Mà trong đó đó bà đứng là 25%, còn hai vợ chồng kia là 75%. Thì sau khi bà lấy cái credit đó đó thì mà bà, bà là luật sư. Thì có thể luật sư của bà đó nó họ cũng không có chuyên môn về vấn đề living trust đó. Chứ nếu có đó thì họ có thể mà request bên county để lấy cái đít trước cái đít mà ông anh bà với bà chị bà thành lập living trust yeah. Yeah. thế nào cũng phải có đó chứ không có mất đâu nha yeah. à, thưa luật sư tôi có câu hỏi như này nữa như vậy thì trong cái nhà nó là có hai cái trust nếu mà tôi làm cái trust cho tôi vậy có hai cái trust thì tôi, tôi nên sẽ là hai cái trust thưa luật sư uh -huh. thì có giá yeah, phải có hai cái trust của hai hai gia đình khác nhau Yeah. cái của bà và cái trust ông anh bà wow. ông banh bà ổng chết thì cái 75 phần trăm nó con cháu gì ổng hưởng yeah. còn còn của bà 25 trăm gì đó bà qua đời thì con cháu bà hưởng chỉ có cái problem đó là đó cái nhà này muốn bán đó là hai à. bên gia đình phải đồng ý với nhau để yeah. cùng bắt tay mà bán yeah. ok thành ra đó với cái nhà này như vậy đó nếu có thể được nếu có thể được á, thì tốt nhất á, là bà với ông anh bà đó bán cái nhà đó rồi chia với nhau thì tốt hơn. Tại vì đó bà với ông anh bà là cái liên hệ anh em thì nói chuyện à. dễ dàng hơn trong tương lai để mà bán căn nhà này để mà chia. Sau này đó. Không ai muốn bán. Dạ. Yeah, sau ông này nó. Không bán. Tại vì ông cũng ở trong đó. Dạ. Yeah, không bán. không bán trong bình... đó luôn. Sau đó này, này á. À, tôi ở chung với vợ chồng ông anh. À, ờ. ờ, tôi mà bán thì không có chỗ ở, ông oh, bán ông cũng không có chỗ ở, yeah. nên không ai muốn bán hay thôi được. Chỉ sợ là mấy cái người sau này đó thì yeah. họ không có liên hệ mật thiết giống bà giống anh thì nhiều khi yeah. mỗi lần khi khi mà bán đó nó sẽ có nhiều cái đụng chạm. Dạ. Yeah. Yeah. Ok. Dạ, yeah. dạ, yeah. cảm ơn luật sư nhiều ạ. Yeah. Dạ, không có chi bà. Dạ. Yeah. Yeah. Um sẵn cái thính giả này nói vấn đề này thì chúng tôi đó cũng nhắc quý vị là có những cái sai lầm mà xảy ra rất là thường ở trong cái cộng đồng của Việt Nam mình là nhiều khi anh em với nhau hay là bạn bè hùng tiền nhau để mua nhà hay anh em bà con hùng tiền nhau mua nhà và khi họ mua nhà đó họ thường sẽ đứng là joint tenants mà không hiểu cái hậu quả của cái vấn đề đứng là joint tenants. À, tới đây thì chúng tôi phải tạm ngưng để đại trả phòng cáo quảng cáo thương mại. Thành ra sau cái phần quảng cáo chúng tôi trở lại để cho nói tiếp cho quý vị biết. Dạ. Yeah. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, văn y tế của mọi gia đình 7148980765. Kính chào quý khán thính giả, à, chúng tôi là luật sư Đỗ Hữu Liêm. À hôm nay tôi có nói đó là khi mà mình đứng à, với nhau là anh em, bà con hay là bạn bè mua một cái nhà mà đứng là joint tenant. Thì đó mình phải hiểu cái hậu quả của nó. Thứ nhất, khi đứng là joint tenant đó, thì hai người, mỗi người đều có cái phần bằng nhau hết, chứ không có người nhiều người ít được. Giống như bà hồi nãy đó, bà đứng 75 với lại 25 với ông Anh là bởi vì họ đứng là tenant in common. Còn joint tenant đó, bắt buộc là phải đều nhau. 3 người, mỗi người phần 3, 2 người, mỗi người phần 2, 4 người, mỗi người phần 4. Chứ không có người nhiều người ít. Nhưng mà cái problem của joint tenant đó là khi một người mất á, thì người kia hưởng hết. Bài lò cho dù, thí dụ, hai người bạn với nhau. Người nào cũng có gia đình, có vợ, có con riêng hết á. Nhưng mà họ mua để đầu tư cái nhà họ đứng là joint tenant. Chẳng may một người mất thì cái người còn lại đó họ hưởng hết 100%. Nếu họ xấu á, là họ không có chia gì hết cho cái vợ con của cái người đã chết. Tại vì bài lo là hưởng hết 100%. Bây giờ đó nếu mình đứng là joint tenant á, rồi ngày đẹp trời nữa. Mình muốn ồ oh, giống như hồi nãy thân chủ hồi nãy đó là khi đứng là joint tenant thì không có người nào chuyển cái phần của mình vô cái living trust của mình được hết tại vì bài lo đó theo luật á đứng là cho nên một người chết người kia hưởng. Không có làm không có người nào làm được cái will and trust gì cho mình được hết á. Thành ra bây giờ ô oh, mình nào là mình make a mistake rồi. Thành ra mình mới đổi từ joint tenant sang tenant common. Khi mình đổi như vậy đó thì đó thuế đất đó, có thể sẽ bị tăng lên rất là nguy hiểm tại vì nhiều khi cái nhà mình hồi xưa mình mua 500.000 ngàn thuế đất nó chỉ có chừng 6.000. Bây giờ đó khi mình find out cái lỗi của mình ra, mình muốn làm living trust mình mới chia ra để mình để vô living trust, cái nhà bây giờ nó lên 1 triệu. Thì từ cái 6.000 đó nó định giá thuế đất lại bây giờ trở thành là 12 13 triệu, 12 13.000 một năm tiền thuế đất. Chưa kể là nếu cái nhà đó trị giá cao hơn đó, thì thuế đất nó còn cao hơn nữa. Thành ra đó khi mình mua nhà đó phải cẩn thận lắm. Tốt nhất nếu không phải là vợ chồng. Chỉ có vợ chồng thôi mà ngay cả vợ chồng cũng không nên đứng là joint tenant. Tại vì đứng là joint tenant đó, vô cùng bất lợi. Nói chung đó đừng bao giờ đứng là joint tenant hết đó, ngay cả vợ chồng. Tại vì nếu mà vợ chồng đó mà đứng là joint tenant sẽ vô cùng bất lợi vấn đề tax là khi một người chết người kia có thể phải vẫn phải đóng cái tiền thuế trên cái tiền lời bán nhà. trong khi nếu họ đứng đó là husband and wife as community property with right of survivorship thì khi một trong hai vợ chồng qua đời người còn lại đó họ bán đó họ sẽ không phải đóng cái tiền capital tax. Thì hồi xưa hai vợ chồng mua năm trăm ngàn bây giờ ông chồng qua đời cái nhà nó lên triệu rưỡi bà vợ sai sau đó bán cái nhà đó một triệu rưỡi bà sẽ không hề phải đóng cái capital gain tax trên một triệu còn bù lại nếu mà đúng là joint tenant đó mua 500 ngàn ông chồng chết lên triệu rưỡi bà bán cái nhà một triệu rưỡi bà sẽ phải đóng cái capital gain tax trên cái 500 ngàn tại vì nó chỉ step up chỉ được tăng lên có 50 phần trăm thôi thành ra nói chung vợ chồng không bao giờ mình nên đứng là joint tenant không có lợi về vấn đề thuế mà phải đứng là husband and wife as community property with right survivorship. Còn không phải vợ chồng lại càng không nên đứng là joint tenant nữa. Thí dụ anh em bạn bè cho dù bộ hùng tiền với nhau đầu tư không nên đứng là joint tenant. Mình nên đứng là tenant in common. Và đặc điểm ở cái tenant in common đó là đó mình có thể đứng mình có thể có chủ quyền bằng nhau. Thí dụ hai người bạn bỏ tiền ra đi mua căn nhà mỗi người bỏ phần nửa thì hai người vẫn có thể đứng là ten cam nên là mỗi người 50 50 nhưng thí dụ hai người nhưng mà một cái người đó thì khá, khá người thì không khá bằng cái người kia họ chỉ có thể gọi là đóng góp một phần tư thôi thì do đó đó cái người bà, một người thì là có thể 75 một người có thể 25 trăm thì họ chỉ đóng góp được có một phần tư cái tiền mà đau cũng như cái tiền uh, pay mortgage thôi thì khi đó đó cái cái tenant common như vậy đó thì họ vẫn có thể đứng cái chủ quyền là 75 25 giống như hồi nãy của thính giả đầu tiên bà đã đứng với ông anh của bà thì ông anh đứng bà chị đứng 75 phần trăm bà đứng 25 phần trăm thì cái mình kia có thể có vốn nhiều hơn thì nó khác với joint tenant hồi nãy tôi lặp lại là joint tenant á mình bắt buộc phải đứng biểu nhau còn tenant common có thể 75 25 50 50 40 60 bao nhiêu cũng được tùy theo cái share cái đầu tư của mình vào cái bất động sản đó và nếu mình đứng là ten common đó thì người nào cũng có thể làm cái living trust của mình để mình khi qua đời đó cái phần của mình trong cái nhà đó đó sẽ được hữu chuyển vô cho những người thân của mình là vợ chồng con cái gì của mình để có thể hưởng cái phần của mình uh, trong cái nhà đó do đó, đó nói chung là thì quý vị nên cẩn thận là khi mình đứng cái thay đổi cái nhà là đứng như thế nào và như tôi khuyên đó nếu mà là vợ chồng không phải là vợ chồng không phải là chỉ là anh em hay bạn bè mà hùng tiền nhau để mua căn nhà thì tốt nhất đó là mình đứng theo cái dạng là tenant common. Còn vợ chồng mình cũng không nên đứng là joint tenant mà mình đứng là dạng là husband and wife as community property with right survivorship. Lý do như vậy là bởi vì trong quá khứ đó tôi đã gặp rất là nhiều trường hợp những người mà họ đứng bạn bè hay là bà con anh em đứng là joint tenant sau này khi mà đổi ra thì tenant common đó, thì bị tăng thuế đất rất là cao thành ra nó rất là nguy hiểm cho mình thành ra quý vị khi đứng tên chủ quyền phải để ý cẩn thận chứ đừng có uh, nhất là trong cái cộng đồng mình đó thì những cái người mà realtor của quý vị đó rồi nhiều khi họ không có kinh nghiệm hay là biết về vấn đề luật thế và cũng không có kinh nghiệm về cái cách đứng chủ quyền thành ra nhiều khi đó mình phải coi là và một cái cái điểm mà thường thường cái người đa số người Việt Nam mình đó hiểu lầm là họ nghĩ rằng đó khi mình mua căn nhà đó thì khi nào mình trả hết cái tiền mortgage rồi 30 năm sau thì mình mới có giấy chủ quyền nhà. Giống như là những cái xe chẳng hạn mình mua cái xe mình trả chừng nào mình trả hết cái tiền uh, car payment 3-4 năm sau chẳng hạn thì mình mới có cái giấy chủ quyền là cái certificate of title của cái xe đó cái xe thì đúng tức là mình mua cái xe còn trả góp đó thì cái giấy chủ quyền xe đó cái hãng xe nó giữ cho đến khi mình trả hết cái tiền uh, mua xe thì nó mới cho mình cái giấy chủ quyền xe là cái certificate of title còn gọi là cái pink slip tức là cái giấy hồng đó nhưng mà ngược lại đối với cái nhà thì khi đó mình mua nhà mà khi close escrow thì người bán đó sẽ phải cho người mua cái giấy chủ quyền cái giấy đó nó gọi là cái grant deed mà cái giấy đó đó người mua sẽ phải ký tên và thị thực xong rồi phải đem ra bên county của cái uh, uh, nhà mà nó tọa lạc ví dụ nếu mình mua cái nhà nó nằm ở Westminster hay là Kenana thì phải được đăng ký ở cái orange county recorder để đăng ký đó và khi đăng ký đó thì đó là ai cũng toàn thế giới ai cũng biết là ai là chủ căn nhà đó họ chỉ cần search qua cái địa chỉ cái nhà đó là biết ai là chủ cái nhà đó. OK? Nhưng cái chủ quyền nhà đó, đó khi close escrow đó là người bán đã phải cho người mua rồi chứ không cần phải pay up. Nhưng mà đa số trường hợp chúng ta đó là khi mua nhà đó là mình đâu có pay up đâu, mình vẫn phải bay tiền nhà băng. Do đó đó khi mình vay tiền nhà băng thì nhà băng nó cũng sợ mình bán cái nhà đó vay tiền đó mà bán cái nhà rồi tổ toán làm sao chơi trốn về Việt Nam làm sao do đó đó nhà băng nó sẽ bắt mình ký cái giấy nợ nó gọi là cái deed of trust mà nó bắt mình ký ký xong rồi đó nó sẽ đăng ký bên cái county recorder của cái nhà đó ví dụ Webster là Orange County recorder khi nó đăng ký như vậy đó thì mỗi khi mà chuyển nhượng hay mình muốn bán căn nhà đó đó là cái nợ của nhà băng phải được trả pay off phải được trả hết thì mới chuyển nhượng được tới đây thì chúng ta lại phải tạm ngưng để đài chạy phòng quảng cáo thương mại sau phần quảng cáo thương mại thì chúng tôi quay trở lại với chương trình người Việt luật Mỹ mà quý vị nếu có câu hỏi vẫn có thể tiếp tục gọi vào đài qua số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714 893 3264 và dạ, cảm ơn chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy tổ ấm y tế của mọi gia đình 7148980765. Xin chào quý khán thính giả, giờ chúng tôi tiếp. Khi mà quý vị thường thường đó do đó người Việt Nam đa số trong cộng đồng mình nghĩ ra khi nào mình trả hết cái nhà mortgage đó, thì mình mới được cái duy quyền nhà không đúng vậy là khi bởi vì đó khi đó mà mình mua nhà khi close escrow là mình đã người bán đã cho mình cái giấy chủ quyền nhà rồi nhưng mà bởi vì nhà băng thiếu tiền nhà băng nhà băng nó bắt mình ký cái gọi là cái deed of trust là để put cái lien vào nhà của mình do đó đó trước khi mình pay off cái loan cái mortgage đó mà mình bán nhà đó thì escrow nó phải liên lạc với nhà băng của mình có nơi nó có cái mortgage để nó biết là cái số tiền mình còn thiếu bao nhiêu nó pay off cái số tiền đó rồi tiền còn lại nó mới đưa cho mình rồi cái ngày nào mà mình trả hết cái mortgage rồi thì những cái nhà băng đó mà cho mình cái mortgage nó sẽ cho mình cái giấy cái president cái hay là officer gì nó sẽ ký rồi cũng đăng ký ở county nữa cái giấy đó nó gọi nhiều khi nó đơn giản nó gọi là full reconveyance full reconveyance tức là nó chuyển ngược trở lại nó trả mình hoàn toàn cái chủ quyền cái nhà hay nhiều khi nó còn dài dòng hơn nó gọi là substitution of trustee and full reconveyance là khi đó nó cho mình biết là mình không có thiếu tiền nữa và sau đó nếu mình bán cái nhà đó mình không phải trả tiền cho nhà băng gì hết hello tôi luật sư liêm tôi nghe đây hello dạ <laughs> yeah. quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài nhé tại vì nãy tôi đang nói thì có quý vị nào gọi vào thì kiên nhẫn giữ cái đường dây của mình chúng tôi sẽ dẫn tiếp tục vẫn uh, sẽ trả lời câu hỏi quý vị và dạ, cái đường dây cái số điện thoại mà quý vị có thể gọi để đặt câu hỏi đó là 714 893 364 714 893 364 thì quý vị gọi vào tôi sẽ trả lời uh, hồi nãy tôi có bắt hơi chậm á thành ra đánh giả đó đã cúp rồi thì bây giờ gọi vào tôi sẽ tiếp tục trả lời cái câu hỏi của quý vị thì um, Do đó đó, khi mình pay off rồi đó. Hello, tôi Luật Sư Liêm Tôi nghe đây Hello, tôi Luật Sư Liêm Tôi nghe đây Hello, dạ, tôi Luật Sư Liêm Tôi nghe đây, ông có thể đặt câu hỏi ờ, Em có câu hỏi Hai vợ chồng em Đứng tên cái nhà hmm. Bây giờ em muốn em cho cha con gái em Đứng tên Mà không biết là Em có hai đứa con, nhưng mà em chỉ đỡ cho một đứa đứng tên thôi. Như vậy thì em không biết là em làm cái Living Trust hay là cái... Uh, cái, uh, cái gì đó, luật sư. Living Trust. Bây giờ đó, nếu mà em ép tên con gái em vô cái nhà đó đó. Ok? Mà em ép vô là tôi đoán là Joint Tenant thì cái problem á là khi hai vợ chồng em qua đời con gái em sơ hưởng hết nhưng khi em ép con gái em vào đó mà nếu á, mà con gái em đó không có um, con gái em đó mà không ở cùng chung nhà với em á thì thuế đất sẽ được định giá lại và sẽ tăng lên không em muốn uh, chuyển tên hai vợ chồng em cho con gái lớn đã đứng tên thì mà em chuyển chủ quyền cái thay đô của hai vợ chồng em sang đứa con gái lớn đó thì có những cái vấn đề này em phải suy nghĩ thứ nhất khi em chuyển qua con gái lớn em đó thì em phải cẩn thận là nếu con gái lớn em nó không ở trong cái nhà đó nó đang ở trong nhà luật sư ok nếu nó không ở thì thuế đất sẽ tăng em cẩn thận có thể thuế đất sẽ bị tăng lên đó là cái thứ nhất thứ hai khi em chuyển đó cái vốn mà em mua hồi xưa đó thì nó sẽ chuyển qua cho đương gái em. Thí dụ em mua căn nhà 500 ngàn. Mà khi em còn sống em chuyển cái chủ quyền sang cho cháu đó. Sau này cháu bán trên cái 500 ngàn đó. Cháu phải đóng thế trên cái tiền capital gain tax. Trên tiền lời bán nhà. Kế nữa. Khi em chuyển qua cho con gái em đó. Rủi chẳng may sau này nếu cái nhà nó chưa có thể ở Viễn phứng mortgage sau này con gái em có chồng, nghe. Thì từ khi ly dị á, chồng á, vẫn có thể claim một phần nào trong cái nhà đó, tại vì sao cái mortgage chưa được trả hết, và khi con gái em lấy chồng đó, cái tiền trả mortgage là cái tài sản cộng đồng, chồng nó có quyền đòi tối thiểu phần nữa cái tiền đóng góp trong cái nhà đó. OK, nhưng mà về em á là cả hai đứa gái nhưng mà một đứa gái lớn á, thì nó ở chung còn một đứa gái nhỏ á, thì không có ở chung cho nên em nghe nói á, là Chỉ đỡ tên đứa nào mình ở chung với mình thôi nhưng đúng mà rồi. em muốn á, nhưng mà em để đứa đứa ở chung á, em, em chết ra là, là đứa đó nó hưởng hết coi đứa kia không được hưởng gì hết đó thì em mới hỏi gọi hỏi luật sư là bây giờ em uh, làm cái living kết em làm cái view đó mà hai vợ chồng em chết ví dụ như cái lớn nó bán cái nhà đó thì nó phải chia cho em nó một nửa thì em làm giấy tờ nào luật sư? Ừ. Tốt nhất á là em làm cái living trust. Bởi vì khi em làm cái living trust đó đó thì em vẫn có vợ em và vợ em vẫn có toàn quyền cái nhà đó cho đến ngày em chết. Và em sẽ nói rằng khi em chết đó cái nhà này đó sẽ được hưởng bởi hai đứa con gái em mỗi đứa 50 năm 10 dạ yeah. nếu nó không có muốn giữ mà nó bán đó thì nó chia nhà mỗi đứa 50 năm mươi. nhưng yeah. cái loại đó là thí dụ hồi nãy em mua cái thí dụ em mua căn nhà này năm trăm ngàn khi em chết á mấy chục năm sau nó lên là triệu rưỡi con gái em á hai đứa nó không muốn giữ cái nhà nó bán một triệu rưỡi nó sẽ không hề đóng cái tiền lời capital game thắt trên cái tiền lời một triệu yeah. và cái quan trọng đó là em vẫn vợ em như vợ em vẫn ở được trong cái nhà đó không sợ ai bị đuổi bị con nó đuổi ra khỏi nhà và em nên nhớ rằng thế này khi mà em còn làm chủ cái nhà đó đó con gái em biết là em chết nó được hưởng thì nó có thể nó sẽ tử tế với em còn bây giờ em chuyển hy hết cho nó đó thì nó thấy em đâu còn gì để mà có thể nó phải nhờ cậy tử tế với em nữa rủi á, mà nó tôi xử không tốt với em á. không cho em ở nhà em có đáng chịu thôi vậy cũng đáng chịu thôi đúng không nhưng mà cái em muốn hỏi là tại vì em bây giờ lớn tuổi rồi ừ. mà nó mang bệnh trong người ừ. em chờ là em có medical dùng... không Hả? em có hưởng medical không em bao nhiêu tuổi yeah. Yeah, em có medical em có medical thì giới luật mới á thì cho dù em có living, cho dù em có vô nơi sinh hay nhà thường mà em có living trust á, thì medical nó cũng không đòi lại khi em chết thì tội gì em phải sợ để mà em chuyển cho con gái em tại vì cái luật Thời mới đó nói, người ta nói à, mình có medical medical gì đó nếu mình vô bệnh viện á Ừ. À, tiền bệnh viện cao quá sau này á mình bán nghe là mình, nó lấy cái tiền nó những người đó nó là em nghe không đúng rồi mấy người đó không phải luật sư họ nghe tầm bậy á bảo hiểm em bao nhiêu tuổi ờ, em 64 mươi tức là nếu em có sáu mươi tức là em chỉ có gọi là medical Dạ khi em 65 em sẽ có thêm cái medicare nó gọi là Medi Medi ừ. Thì uh, khi em có Hai cái Medi Medi MediCal, MediCare đó Khi em vô nursing home đó Thì 100 ngày đầu tiên MediCare Là bảo hiểm của chính phủ liên bang đó Nó trả trước Sau đó còn lại MediCal nó trả MediCare đó Thì không bao giờ nó đòi lại hết đó Bắt em bán nhà vậy đó Nhưng nó chỉ cho trăm ngày đầu tiên thôi MediCal đó Nó sẽ đòi lại nếu em không có cái Living Trust và nếu em có cái living trust đó, thì medical sẽ không đòi lại, ok? Yeah. theo đó những cái người nào mà nói em là em hưởng mà em chết nó bắt em bán nhà để đòi lại đó thì cũng không hoàn toàn đúng có thể sẽ đúng nếu em không có living trust còn nếu em có living trust thì nó sẽ không bắt em đòi lại đâu nhé yeah? à, nghĩa là em phải xuống gặp luật sư để nhờ luật sư làm cho living trust? dạ yeah, em gặp tôi cũng được hay gặp ai cũng được tôi chỉ cho em biết yeah. cái luật là vậy thôi, ok? Yeah, ok để em như đầu tin chứ không phải là tôi nói rồi để, để em kiếm tôi đâu ai yeah. đó là luật ra như vậy thôi yeah. ok ha ok Dạ, yeah. yeah, không có chị em tới đây tôi dạ cả ba bài tới đây chúng ta phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại sau phần quảng cáo thương mại chúng tôi trở lại với vị với chương trình người việt luật mỹ dạ yeah. xin cảm ơn Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy tổ ấm y tế của mọi gia đình 7148980765 898 -0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. À, chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ. Mà nếu quý vị, vị có những câu hỏi vấn đề luật pháp thì có thể gọi vào đài qua có số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714 3264. À, tôi uh, có rất là nhiều người thân chủ mà nhiều khi họ coi YouTube á, rồi họ hiểu uh, dựa trên những cái điều mà mấy cái người YouTuber nói, rồi uh, họ đưa có những cái hiểu biết rất là sai lầm, nhiều khi tôi phải giải thích cho họ những cái gì biết sai lầm á, thứ nhất á là họ cứ không không hiểu á điều thứ nhất là những người YouTuber đó Họ chỉ muốn làm cái gì cho hấp dẫn để mà họ lấy nhiều viewer. Càng nhiều viewer thì họ được trả được nhiều tiền. Mỗi lần một người thì họ được mấy xu chẳng hạn. Càng nhiều người coi thì họ càng được nhiều tiền. Thành ra nhiều khi đó là họ nói để có hấp dẫn nhưng mà không đúng điều thứ nhất. Điều thứ hai nếu vấn đề luật pháp đó thì đó mỗi tiểu bang đó, có sự khác biệt chứ không phải là 50 tiểu bang. Nó có hai luật, luật liên bang và luật tiểu bang. Luật liên bang á, của thì 50 tiểu bang đều phải tuân thủ hết. Nhưng mà trên thực tế cái luật mà ảnh hưởng do cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, đó là luật của tiểu bang. Thì cái luật tiểu bang nó không hẳn về vấn đề là nó giống nhau. Thí dụ, luật về gia đình, luật về bất động sản, luật về thuế tiểu bang, luật về thuế bất động sản, luật về thuế thừa kế. Thì mỗi tiểu bang đó, nó khác, không có giống nhau. Nhưng mà cái người YouTuber đó, nhiều khi họ nói, họ nói, ô đây là nó chỉ áp dụng cho tiểu bang này, Texas hay là tiểu bang Oregon hay là Georgia hay là New York hay là Pennsylvania hay là, you know, North Carolina, không nói vậy họ chỉ nói khơi khơi vấn đề đó thôi để cho ai ai cũng hiểu năm chục tiểu bang nào cũng nghĩ rằng ô người này nó đúng quá hay quá mà không nghĩ rằng đó thật sự cái điều họ nói đó chỉ áp dụng riêng cho tiểu bang đó giống như ngay cả tôi là luật sư tôi chỉ có thể nói về luật ở California thôi còn nếu mà quý vị ở những tiểu bang như là Texas hay là Florida hay là Oregon hay là North Dakota mà quý vị gọi vào á, tôi không dám trả lời là bởi vì á, tôi nếu cái luật đó là liên hệ tới vấn đề tiểu bang của luật tiểu bang thì tôi không có thể trả lời được tại vì tôi không có khả năng và có cái kiến thức để mà có thể cho cái lời khuyên cho những cái quý vị ở những tiểu bang khác ở california thì không thành vấn đề từ bắc tới Tín nam bắc cho tới south cho north cho tới south california thì không thành vấn đề tôi có thể cho cái lời khuyên nhưng mà tiểu bang khác thì không. Vậy thì những cái sai lầm gì mà thường nó xảy ra nhất? Thứ nhất, rất là nhiều người đó họ cứ nghĩ là California đó là có Medicaid. Ok. Với luật Medicaid đó đó, ai mà hưởng á thì đó khi họ chết á, chính phủ tiểu bang sẽ đòi lại cái tài sản của họ để bắt phải trả cái số tiền mà họ đã hưởng Medicaid khi còn sống. Điều thứ nhất, California đó nó không có cái từ là Medicaid. Nó có thể giống gần như vậy, nó là Medical. Ok? Chứ không có Medicaid. Và đó nó khác ở chỗ đó. với Medicaid đó là cho dù quý vị có living trust hay là có cái gì bất kể chết nó vẫn đòi. Ok? Nhưng California thì bắt đầu từ một tay tháng riêng của 2017 nếu một quý vị chết mà không phải qua thủ tục probate thì thí dụ quý vị có cái living trust thì cho dù quý vị có hưởng medical cũng chính phủ tiểu bang cũng không đòi bắt quý vị phải trả lại, ok? đó là cái sai lầm thứ nhất. thành ra rất là nhiều người ra lên coi youtuber nói oh nghĩ là California là Medicaid, tại vì Medicaid giống medical ở chỗ đó là những người được hưởng cái loại mà bảo hiểm đó đó thì là những người low income và có tài sản giới hạn. Cái khác biệt nữa đó là với Medicaid đó, là mình chỉ có một căn nhà thôi, một chiếc xe. Ok. Tiền ở trong nhà bang là giới hạn nữa. Chỉ có dược vài ngàn. Ngay cả nhưng ở California medi đó trước nó cũng có giới hạn tức là mình trước 2024 đó trước năm nay đó thì nếu mình hưởng medical đó thì mình cũng phải low income thí dụ mình là single phải income mình dưới 1, 7 nhưng mình chỉ có tiền trong nhà băng mình chỉ có được dưới 2.000 nếu là độc thân hai vợ chồng chỉ được dưới 3.000 mình có quyền chỉ có một căn nhà một chiếc xe nhưng bắt đầu từ 2024 đó thì nó gọi là no asset limit. Mình có bao nhiêu tiền nhà ban cũng được. Mình có bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe, tài sản bao nhiêu cũng được. Nó không có giới hạn gì asset. Chỉ có cái income của mình là phải meet cái requirement. Hello, tôi là luật sư Liêm tôi ngay đây. <laughs> ok. Um, quý vị phải gọi lại nha. Tại vì tôi đang nói thì quý vị gọi vào thì chịu kiên nhẫn giữ cái đường dây điện thoại của mình thì tôi mới có thể trả lời câu hỏi của quý vị. Thì nếu muốn thì cứ gọi lại cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Do đó đó thì uh, với cái luật mới của medi á, bắt đầu từ 1 tháng riêng 2024 đó, nó gọi là no asset limit, nó không có giới hạn. Mình có bao nhiêu tiền nhà bang cũng được, miễn income mình phải hội đủ điều kiện thì mới được medi một cái điểm sai lầm nữa là đó họ nói rằng những người nào mà hưởng Medicaid đó, thì có là gọi là 5 year look back, tức là 5 năm nếu mình chuyển nhượng đi cho người khác đó thì chính phủ có quyền bắt mình phải trả trở lại trước khi mình hưởng Medicaid. Thí dụ, tôi có người bạn tôi ở Georgia. ok? anh đó đó muốn chuyển cái nhà cho con gái anh nhưng mà nếu anh chuyển đó, trong vòng 5 năm trước khi anh xin Medicaid ở Georgia có Medicaid mà anh chuyển trong vòng 5 năm trước khi mà anh xin Medicaid đó, thì sau này đó khi anh chết đó chính phủ Georgia có quyền đòi phải bắt trả cái nhà lại để mà à, bán để mà trả cái số tiền mà anh đã hưởng Medicaid nhưng ở California thì nó không có 5 year look back. Nó chỉ có 30 tháng, 30 months look back thôi. Do đó đó những quý vị đó mà chuyển nhà cho con mà nghĩ rằng để chuyển cho con mình để mình có thể xin medical quý vị cẩn thận. Tại vì quý vị chuyển nghĩ rằng đó ok, giờ đầu tôi sẽ xin medical đây giờ sợ medical lấy nhà tôi thì đó bây giờ tôi chuyển đi cho con tôi quý vị không cẩn thận chuyển đi cho con mà quý vị chết đó không có living trust đó. là chính phủ tiểu bang có quyền bắt phải trả lại căn nhà đó để trả cái số tiền medical mà chính phủ đã cho quý vị okay. anyway tới đây thì chúng tôi được biết là chương trình cũng đã mãn thành ra chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình người Việt luật Mỹ trong suốt giờ qua và cũng uh, trong uh, vài tuần tới thì chúng tôi cũng đi vacation thì tuần tới sẽ có luật sư uh, Quỳnh Tấn Kiệt và một vài luật sư khác có thể đứng thể thể giúp giúp tôi để mà điều khiển chương trình và tới, tới khi tôi trở về sau vacation và đương nhiên một quý vị uh, ngoài tôi thì cũng có những cái luật sư khác như là Sean Hennessy, luật sư uh, Paul Phạm Minh Thu và luật sư Douglas Đỗ Tất Lạc thì cũng có trong văn phòng họ vẫn tiếp tục làm việc trong văn phòng. Thành ra bởi vì có những cái vấn đề luật pháp hay có tai nạn xe cộ hay là có thắc mắc về luật pháp thì cũng có thể gọi cho văn phòng chúng tôi qua số điện thoại là 714 898 7579. 714-898-759 thì chúng tôi hy vọng có thể giúp quý vị trong vấn đề luật pháp à, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp quý vị sau khi chúng tôi trở lại uh, vacation thì xin cảm ơn